Khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên tại Anfield, có rất nhiều dự đoán về trận cầu này được đưa ra. Một chiến thắng của Liverpool, cú lội ngược dòng của Man United, một hiệp 2 trở lại mạnh mẽ của Quỷ Đỏ. Trong vô vàn những dự đoán ấy, chắc chắn không ai thực sự nghĩ những gì có thể diễn ra. Liverpool chỉ dẫn Man United với tỷ số 1-0 sau 45 phút đầu tiên và kết quả diễn ra đúng với mọi thứ trên sân. Anfield đúng là một nơi dễ đi khó về, nhưng ít ai mà biết có một cơn ác mộng đang chờ Quỷ Đỏ trong hiệp 2. Trước trận đấu này, Man United đã trải qua vài ca kiểm tra y tế với cầu thủ quan trọng của họ, bao gồm Casemiro, Varane, Martinez và Luke Shaw. Đội bóng của Erik Ten Hag được đặt trong một mối nguy ngờ lớn về thể trạng. Nhưng đó thực sự không phải là vấn đề, mà vấn đề là mong muốn của Erik Ten Hag, bản kế hoạch ấy có một phần về việc chơi một trận sòng phẳng với Liverpool tại Anfield và tìm kiếm những lợi thế rồi bảo vệ nó. Điều đó đồng nghĩa với việc Man United phải tìm được bàn thắng trước. Pha đánh đầu của Casemiro ở phút 42 có thể là điều đó, nhưng màn ăn mừng của anh chỉ kéo dài được vài giây trước khi cầu viện vị xuất hiện, và một phút sau, Cody Gakpo mở màn cho một bữa tiệc tại Anfield. Đây là một ngày mà cổ động viên của Man United thực sự thở phào khi thấy Raphael Varane xuất hiện trong đội hình của mình, bởi thành thật thì họ không muốn Harry Maguire phải đối đầu với hàng công của The Kop. Nhưng bạn có thể thấy, thể lực là một phần không thể thiếu trong bóng đá. Nếu không ở trạng thái sung mãn, Varane thực sự cũng là một nỗi thất vọng phòng ngự mà thôi. Casemiro và Varane đã không tranh chấp đủ mãnh liệt cho tình huống này. Đó là tình huống đã dẫn tới bàn thua thứ hai của Man United. Việc còn lại của Darwin Núñez là quá dễ, khi anh chỉ cần đánh đầu cận thành để kết thúc mọi thứ. Cảm giác nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn cho Manchester United, thậm chí còn chưa trôi qua, thì bàn thua thứ ba đã đến với họ. Đó là một pha phản công của Liverpool và nó đưa đến một trong những tình huống đáng chú ý nhất trận đấu. Lisandro Martinez là người theo kèm Salah. Anh không phải đối diện với một tình huống bứt tốc mạnh mẽ, hoàn toàn là một đối một, nhưng rồi điều bất ổn đã xảy ra. Cái chân trái của Salah như đang trở lại thời điểm nó được ca ngợi cực đại ở mùa giải năm ngoái. Martinez đúng nghĩa là bị vờn khi anh thậm chí còn xoay lưng lại với tình huống bóng. Đó hoàn toàn là lúc bạn nhận ra rõ ràng một Salah trạng thái đỉnh cao sẽ hủy diệt mọi hậu vệ có mong muốn đấu trực diện với anh. Sau đó là cú thả bóng vào cho Cody Gakpo để kết thúc mọi thứ, ghi bàn thắng thứ ba của trận đấu. Salah đã gửi Martinez về với mặt đất trong tình huống này hoàn toàn theo nghĩa đen. Điều Manchester United phải làm là tấn công, điều Liverpool chỉ cần làm là phản công. Và ngày hôm nay họ là bậc thầy vì họ biết những đôi chân của cầu thủ đội khách không có cửa nào để đấu với họ. Manchester United dù đã thay người khi McTominay và Garnacho vào sân để thay cho Fred và Weghorst, nhưng họ cũng hoàn toàn bất lực vì không có phương án nào để ngăn được Liverpool khi cướp được bóng rồi 3 hay 4 cầu thủ áo đỏ chạy về hướng của David De Gea. Đó cũng là kịch bản mà bàn thắng thứ tư được ghi, vẫn là sự lúng túng của phòng ngự Manchester United trước một Salah xử lý quá nhanh với cú xoay người và dứt điểm một chạm đưa bóng bay thẳng mép dưới xà ngang. Khi ấy tất cả đều hiểu đây sẽ là một ngày mà Manchester United thua thảm, nhưng họ chắc cũng không thể tin là đội bóng này có thể thua tới 3 bàn nữa. Darwin Núñez ở phút 75, Mohamed Salah ở phút 83, Firmino ở phút 88. Erik Ten Hag thậm chí đã rút Casemiro và Martinez ra và thay vào sân những Sabitzer cùng Malaysia khi Man United còn đang chịu trận dở. Một hành động chấp nhận cho thất bại nặng nề của Quỷ Đỏ và ông thầy người Hà Lan biết rằng lúc đó chẳng còn gì có thể cứu được họ nữa. Nhưng đây là một cảm giác thật đặc biệt. Ở mùa giải năm ngoái, Man United cũng nhận những thất bại cay đắng trước Liverpool, những trận thua khiến họ tự bảo rằng sẽ khắc ghi trong lịch sử buồn của câu lạc bộ. Đội bóng này đã trải qua một trong những giai đoạn mà niềm tin của người hâm mộ trở về mãnh liệt nhất, vừa được hâm nóng bởi danh hiệu đầu tiên sau nhiều năm và cả những con người nhiệt huyết đúng chất mà câu lạc bộ này có thể có được. Bởi thế chữ đau còn chưa thể diễn tả hết những trạng thái của họ, mà phải là từ sốc. Anfield chìm trong những ca khúc mỉa mai đối thủ của họ. Liverpool ghi bàn thứ 5 thì cổ động viên hát rằng chúng tôi muốn 6. Liverpool ghi bàn thứ 6 thì họ lại hát rằng chúng tôi muốn 7. Và khi Liverpool ghi bàn thứ 7 thì họ hát bài hát ấy với số 8. Nhưng đó là lúc bài học về việc bạn không thể có được mọi thứ mình mong muốn trở về với họ. Rất nhiều cổ động viên Man United đã phải bỏ về từ ngay khi trận đấu vẫn còn 15 phút nữa. Sự tra tấn trên khán đài là quá đủ với họ khi những bài hát mỉa mai liên tục được cất lên. Trong vài tháng qua, câu lạc bộ này là đội bóng được ăn mừng bàn thắng nhiều nhất so với các đội bóng Anh với tần suất ghi bàn đáng nể, nhưng họ đã hoàn toàn thất bại với điều đó trong ngày hôm nay. Còn với Liverpool, họ đã có tất cả 8 cú dứt điểm trúng đích và 7 trong số đó biến thành bàn thắng. Như thể là David De Gea biến thành một khán giả chỉ sau khi anh vừa lập lên kỷ lục vĩ đại tại Manchester United. Đây là một trong những màn trình diễn tệ nhất của đội khách ở hầu hết mọi vị trí tốt nhất của họ. Man United sẽ rất thấm thía về bài học tại Anfield ngày hôm nay,
nhưng có lẽ người sẽ nhận trách nhiệm lớn nhất là huấn luyện viên của họ, Erik ten Hag. Cách tiếp cận không hẳn là vấn đề bởi kế hoạch không nhất thiết phải luôn hoàn hảo. Nhưng huấn luyện viên người Hà Lan đã tiếp tục mong muốn có thể đấu tay đôi với Liverpool kể cả khi đội bóng của ông đã thua 3 bàn. Họ tiếp tục bị trừng phạt và khi ấy tinh thần của tất cả cũng đã rệu rã. Vâng, và Erik ten Hag cũng đã nói sai về Liverpool. Huấn luyện viên này trước trận tin rằng chẳng có sự khác biệt nào quá lớn. Đó vẫn là một sân vận động với những con người bình thường và những thứ bình thường. Nhưng có vẻ trải nghiệm bóng đá của ông tại Premier League vừa tăng lên một bậc với những gì đã xảy ra. Nhưng nói về một trận tính toán sai của Erik ten Hag thì cũng phải thực sự dành lời khen lớn cho Jurgen Klopp và những người học trò của ông. Chỉ sau vài ngày khi Firmino thông báo rằng anh sẽ rời câu lạc bộ vào cuối mùa, Klopp đã trình làng một Cody Gakpo được dạy dỗ kỹ càng hơn về việc một số trí nào nên chơi như thế nào. Ai là người đã khai thác nhiều lỗ hổng nhất và khiến Casemiro không thể kiểm soát nổi ở trận đấu hôm nay? Cody Gakpo thực sự đã có một trận đấu mãn nhãn về mặt chiến thuật khiến tất cả phải trầm trồ. Man United chống chọi với điều đó đã khó, họ không thể chống đỡ thêm một Darwin Núñez có thước ngắm chuẩn hơn. Một Mohamed Salah múa ảo thuật với chân trái, một Robertson cứ lao lên, hùng hục ở cánh trái và sút, tạt liên tục về phía khung thành của David De Gea. Chính Fabinho sau khi bị Klopp cảnh báo trực tiếp cũng đã có màn thể hiện tuyệt vời. Và hơn hết là bộ đôi phòng ngự Van Dijk cùng Konate đã làm tốt hơn rất nhiều so với một Gomez vẫn quá non nớt sau nhiều năm. Sự tổng hợp của một Liverpool quay lại trạng thái xuất sắc của họ hủy diệt hoàn toàn Manchester United và đội bóng này thậm chí còn không muốn nhân nhượng. Nếu có thêm thời gian, một tỷ số đậm hơn đã có thể xảy ra. Thậm chí thống kê này có thể gây sốc cho bạn, đó là kể từ mùa 2017-2018, số lần Mohamed Salah cởi áo ăn mừng tại Anfield còn nhiều hơn số lần Quỷ Đỏ ghi được bàn vào lưới The Kop ở đây. Một công thức vẫn là nỗi ám ảnh với đội bóng này, và nếu họ muốn thay đổi thì phải chờ mùa giải kế tiếp hoặc kế tiếp nữa. Nhưng chắc chắn trận thua đậm nhất lịch sử của câu lạc bộ là điều mà họ không thể quên. Trong vòng chục năm nữa và thậm chí là xa hơn thế, bức ảnh về tỷ số 7-0 này sẽ lại trở nên nổi tiếng và liên tục được nhắc lại. Thế quái nào nó lại diễn ra một trạng thái đầy hy vọng như thế này? Không ai tin được, tất cả chỉ có thể chấp nhận nó. Và cuối trận đấu người ta vẫn thấy Raphael Varane hét lớn với những đồng đội của mình hãy đến chào khán giả đã cất công tới đây. Rõ ràng đó là một trong những điều đẹp đẽ hiếm hoi của một buổi tối đầy ác mộng với Quỷ Đỏ. Giờ đây, họ sẽ thực tế hơn về một mục tiêu khác của mình. Liverpool đang lao lên và thậm chí có thể thành mối đe dọa trực tiếp trong top 4 của chính đội bóng này. Còn đối với Anfield, thứ sức mạnh tinh thần này quả thật vẫn luôn kỳ diệu. Đừng lấy nỗi đau mới nhất của họ với Real Madrid mà phủ định sự mạnh mẽ của nơi đây. Bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, Anfield vẫn là chốn thăng hoa và cũng bảo vệ cho The Kop ở những trận đấu lớn. Nó cũng tạo cho đội bóng này một động lực sau trận thắng lịch sử này là cú bứt tốc cho những điều dang dở còn lại ở mùa giải này. Câu hỏi là phép màu nào sẽ xảy ra tiếp đây?